Lật kèo đấy, lật kèo đấy. Công nhà, 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 công nhà. Trời ơi, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim. Hu 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 anh em ơi. Mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim. Mèo bảo cân tim. Hu trời ơi các bạn ơi. Cân tim, 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 cân tim. Trời ơi quẩy lên múa lửa, múa lửa, múa lửa, múa lửa. Hu trời nó lag, lag. Lag cũng không sao cả. Trời ơi, mèo cân tim, cân tim, cân tim, cân tim. Ô trời ơi, mèo béo lên 500 mạng rồi. Trời ơi anh em ơi. Ok anh em ơi, trời ơi, hiện tại đông quá các bạn ạ, 39 người, sắp 40 người rồi. Hôm nay là mèo Peo sẽ thực hiện thử thách là cuộc chiến chặt gỗ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không, đảo chặt gỗ với 40 người nữa. Bình thường trên đảo chặt gỗ nhiều người như này ý, không biết là có like hay không nữa. Đấy, hôm nay các bạn thấy không, 40 người cực kỳ đông luôn đó. Rồi ok anh em ơi, trước khi vào video này anh em đừng quên để bật like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và chuông đăng ký của mèo Peo các bạn nhá. Và hãy làm những điều tương tự với các thành viên của Gold Team nữa các bạn nhá. À đúng rồi, đừng quên bình luận và hashtag là thăng mèo Peo ủng hộ mèo Peo các bạn nhá. Rồi anh em ơi, sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa? Trời ơi, mình có 39 người, trên 39 người chắc là lag lắm ở đây. Ok, tròn 40 người rồi. Trời ơi, trần dần gì giờ này ba. Bắt đời heo con nhà tiên tri vũ trụ trần dần đây này. Rồi anh em ơi, ok nào, triển triển nào, triển nào, triển nào. Cuộc đảo chặt gỗ này, ok, đảo chặt gỗ 40 người này. Trời ơi, nó lag. Mà cái này chơi nào nhở? Anh em nào hướng dẫn cho tôi chơi cái. Đầu tiên là làm cái gì nhở? Đầu tiên là chế cái gì bây giờ? Chế dù đá đúng không? Chắc là chế dù đá, chế bánh mì đúng không nhở? Ở đây có toàn anh em gánh tim này. Trời ơi, anh em đào nhanh thế. Chưa gì đã đào cái hang to đùm rồi, khiếp thật. Anh em có thể đợi tôi một chút được không? Trời ơi. Lần đầu tiên mèo Peo chơi cái thể loại đào mỏ các bạn ạ. Đó. Anh em đừng quên ủng hộ mèo Peo series đào mỏ nhá. Rồi anh em ơi, thực hiện thử thách 40 người đào mỏ mới chất. Chứ tầm khoảng 2-3 người đào mỏ xưa rồi. Đây, chúng ta làm quả thử thách đào mỏ 40 người này. Lát quá anh ơi, cái đây là điều bình thường mà em. Chơi 40 người lát anh đã bảo rồi. 40 người lát nó là chuyện bình thường. Chứ 40 người mà nó mượt mới gọi là lạ. Ok, ui mà hình như cái rìu của anh nó sắp bị hỏng rồi nè. Chúng ta phải làm gì giờ? Bạn nào là thánh chơi cái này thì hỗ trợ mèo béo cái. Anh em nào thánh chơi cái này nhỉ? Bạn nào là pro player về cái lĩnh vực này. Ui trời chết, sao hỏng rìu rồi sao em ơi? Anh sắp hỏng rìu rồi. Cho anh đi về cái. Anh đi đổi cái rìu khác. Nhiều gỗ thế. Nhiều gỗ thế, anh em có thể gom gỗ lại cho một người em được. Kiểu dồn đồ cho một người ấy. Rìu à lên rìu sắt rồi này. Ui, chúng ta nâng ở rìu sắt rồi các bạn ơi. Wow, nãy giờ chúng ta nâng ở rìu sắt rồi nè. Ui quả mát nhìn hay phết nè. Đào về. Ui, ôi mày có rìu vàng à? Ui cho anh xin tí gỗ nào. Ui xin mày. Ui, có rìu vàng kìa, xin ta. Wow, có rìu vàng này. Ui 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 ui. Sao xin với em. Wow, trời ơi, có rìu vàng rồi. Wow, quả mát đỉnh cao rồi. Ui, tôi bắt đầu mê cái thể loại này đấy. Ui, có vẻ hay đấy, có vẻ hay đấy. Wow, đỉnh đấy. Wow, thì ra bấm chuột phải là đào rộng hơn các bạn ạ. Wow, nãy giờ mình ngồi mình đào tay. Trời ơi, anh em không bảo tôi sớm đấy. Tôi có rìu kim cương rồi anh em ạ. Ôi, có rìu kim cương rồi. Ôi, trời ơi, chế gì nữa giờ? Chế được cả kiếm này, kiếm gỗ này. Tôi chế cái kiếm gỗ cái gì đánh nhau các bạn ạ. Ấy chà, chúng ta có rìu kim cương rồi nè. Để xem rìu kim cương sức mạnh như nào. Ui trời ơi, một phát bay cả cái núi luôn này. Ghê ta, sức mạnh của rìu kim cương kinh vậy. Ghê thật mê. Đỉnh cao đấy anh em ơi. Mẹ béo có rìu kim cương rồi. Ui ui, tim họ kìa. Ơ chạy hộ ra cứu. Ôi game vui nè, game này vui nè. Cứu các bạn ơi, cứu. A! Mới thay đi đồ săn mình ạ. Trời ơi, chế kiếm. Ui có súng này. Ui, có súng các bạn ơi. Ui, làm gì. Ra đây. Ừ, làm gì. Ui trời ơi, đâu rồi. Vào đây hộ cái, mẹ béo súng các bạn ơi. Ui, game này vui phết các bạn ạ. Ôi, quả game này hay đó, ui nghiện rồi đấy. Được phết các bạn ạ. Nào, bây giờ các ông đâu rồi? Bây giờ tôi hỏi ông nào đấy đánh tôi? Ông nào nó đánh tôi? Ông nào lúc nãy vừa đánh tôi, đi ra đây xem nào. Đâu. Mắt phải lag quá các bạn ạ, chơi 40 người lag quá. Mà được cái vui phết, được, ui, quả mát đỉnh cao đấy, hay.
Bạn nào gợi ý mình cho map này vui phết đấy. Được cái nhờ, nó lại được của nó luôn các bạn ạ. Đâu rồi, nãy thanh niên nào bắn mình, ôi, hết cả mình. Hết hồn con chồn anh em, à đây. Ý, hello em. Yểm trợ, ui, phát chém luôn kìa, what the hell. Ôi, nó cầm cái kiếm thì mà khỏe vậy các bạn ơi. What the hell, nó chém cái chết luôn kìa. Ơ, vô lý. Ôi, kiếm gì mà khỏe vậy. Ôi, kiếm kim cương hay kiếm gì mà chém cái chết luôn các bạn ạ. Ôi, xịn vậy. Súng của mình cùi quá, khẩu súng của mình cùi quá các bạn ạ, chết thật. Hình như là cầm cái kiếm gì. Mẹ, ghê đấy. Kiểm cho anh em, ui, kiếm thì khỏe vậy, what the hell. Nó cầm cái kiếm gì các bạn ạ, chết thật. Toang rồi, chết rồi, team họ khỏe quá, team mèo béo núp vậy. Anh em đâu rồi. Đâu xanh. Cái map là khi nào thắng các bạn. Đừng bảo mình là chơi hết ván nữa. Ui, từ về mình chế độ á. Ồ, ai đây, có kiếm 70 máu rồi mẹ. Tôi có kiếm 70 máu anh em ơi. Chế, đây. Sát thương đấy, ơi 85 máu rồi, sát thương 85 rồi, đây rồi, kiếm xịn rồi. Wow, ái chà, được đấy, có phải hiểu. Ui, trời, chém phát bay hết gỗ kìa, xịn vậy. Ê ta, lag quá các bạn ạ. Lag quá, kiếm này. Game hay đấy. Được nhá. Mùi quả game xịn này, chém này. Mùi nó lag à, trời. Game hay thật nhá, 40 người lag quá các bạn ơi. 40 người nó lag quá. Trời ơi, anh em đâu phản công. Đâu xanh không có súng nào xịn hơn à? Ơ, có súng thì 30 máu này, từ. Ờ, để xem có vũ khí nào xịn hơn không. Hình như cái vũ khí của mình là xịn nhất rồi các bạn ạ. Mình đang cầm cái vũ khí xịn nhất rồi sao ấy. Ôi, súng thì 50 máu này, wow, 60 máu này. Ôi, mình đang cầm cái khẩu súng thì 60 máu này. What the hell. Dìu đại dương này. Ghê ta, ôi, dìu gì này. Ok, chắc là full đồ đấy, full gear các bạn ạ. Mèo phải mắc đồ đấy. Không còn đồ ngon hơn đâu. Ủa, súng gì phi đa thế. Đứng ngay tỉa các bạn, đứng ngay tỉa. Ui, đứng ngay tỉa ơi. Ui, mua quả map mà hơi lag các bạn ạ. Chơi 40 người hơi lag mà cũng vui đấy. Từ. Ui, team mình thắng ngược các bạn ơi, team mình thắng ngược rồi. Team mình đang lật kèo các bạn ơi. Team mình lật kèo rồi, mèo bé support rồi, mèo bé đứng xa bắn. Các ông có giỏi thì đến đây. Tôi đứng xa tôi bắn. Mèo bé hỗ trợ từ xa thôi. Nào, các ông có giỏi thì lại đây. Chết. Này bắn này. Hây. Túm này hình như là 50 đam các bạn ạ. Wow. Này thì đứng gần này. Đến gần hộ cái. Nạp đạn. Chết. Bắn này. Ăn gà cái đó. Trời ơi, bắn. Tí về nâng súng sau các bạn ạ. Tí về mình nâng cấp thêm súng. Team mèo béo lật kèo rồi. Ê, cái map này khi nào mới thắng đây? Nào mình thắc mắc không biết là cái map này khi nào mới thắng nữa. Không biết có chế. Ôi, hình như cái súng của mình là xịn nhất rồi sao ấy. Ôi, có súng này xịn hơn này. Sao mình không chế hơn nữa. Cần một khẩu QBZ cộng một khẩu USA. Khẩu US lấy đâu ra nữa. Làm sao để chế được khẩu US ta. Ôi, từ. Cần một khẩu QBZ. Phải có hai súng. Ok, hiểu rồi. Hiểu rồi. À, 6 nòng này các bạn ơi. Ui, mèo peo có 6 nòng rồi này. Ghê ta. Ái chà, hiểu rồi nhá. Rồi ok anh em ơi. Mèo peo có 6 nòng rồi. Mà 6 nòng thì phế thế. 6 nòng thì phế vậy. Bắn nó không chết kiểu what the hell. 6 nòng thì phế vậy. Từ để chế theo kiếm nào nó khỏe hơn không ta. Nhặt gỗ. Ok, có gỗ rồi. Rồi ok. Bây giờ không sợ, tí nữa về mua cái kiếm 100 máu. Kiếp thật, cái tâm nó to như cái mâm thế này. Cái tâm gì các bạn, cái tâm nó to như cái mâm, bắn khi nào mà xong. Trời ơi, súng gì mà phế vật ạ. Hey. À, súng gì phế thế. Đấu xanh, nhìn cái tâm nó to như cái mâm. Ok, đây. Rồi, kiếm xịn ở đây. Kiếm 100 máu đây đúng không? Rồi ok. Tôi có kiếm 100 máu các bạn ạ. Rồi anh em ơi, anh em đợi đấy. Tôi cầm thần kiếm rồi. Mèo peo cầm thần kiếm trong tay rồi. Nào,
Công nào là Han, Han Solo. Han Solo. Hay da, hay da. Hay da, hay càn quét, càn quét, càn quét, càn quét. Càn quét, càn quét, càn quét. Thôi, từ từ từ. Về chế độ tiếp. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Giảm đây, tăng sát thương người chơi này, đúng rồi. Đây, đúng rồi. Phải mua ăn cái này vào một chuẩn này. Đấy. Ăn cái này vào một chuẩn bài các bạn ơi. Đó. Rồi. One hit này. Các bạn chiêm ngưỡng mèo béo chém phát chết luôn này. Ây dạ, ây dạ, nào, 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 đâu, 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 năm chỗ, ôi, quất tự nhiên nó khỏe vậy, ôi, vô lý, ôi, vô lý, tự để mình chế thêm đồ á, chế thức ăn á, chế thêm thức ăn cái, hơi ít thức ăn các bạn ạ, để chế thêm thức ăn á, đây, ăn cái này vào này, ăn hết đồ vào, cái này hình như là tăng sát thương tầm xa, đúng không nhỉ, đúng không, tăng sát thương tầm xa, đúng không, ui, bắn cá chết luôn sao này, ui, bắn cá chết luôn kìa, ui 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 bắn cái chết luôn này các bạn ơi, wow được nha, được nha, ui được nha, ui bắn cái chết luôn này, u được nha, được nha, được nha, ui lật kéo bạn ơi, lật kéo, lật kéo, lật kéo, lật kéo ơi, lật kéo ơi, lật kéo rồi, lật kéo rồi, lật kéo rồi. A few minutes later, lật kéo đấy, lật kéo đấy, công nhà, 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 trời ơi, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, hu 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 anh em ơi, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, mèo bảo cân tim, hu trời ơi các bạn ơi, cân tim, 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 trời ơi quẩy lên, múa lửa, múa lửa, múa lửa, múa lửa, hu trời nó lắc 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 cũng không sao cả, trời ơi mèo cân tim, cân tim, cân tim, cân tim. Ôi trời ơi, mèo béo lên 500 mạng rồi. Trời ơi anh em ơi, team của mèo béo lên 500 mạng rồi mấy. Lên 500 mạng rồi. Trời ơi, cân team luôn. Ái chào, ui kinh ấy, khỏe đấy. Chế thêm hamburger đó. Chế thêm hamburger đó. Wow. Ok ok. Quả map đỉnh cao. Được. Nó lại được của nó luôn anh em ạ. Ok. Chắc là vừa rồi là mình đã hoàn thành thử thách. Thử thách ra 40 người. 40 người đại chiến các bạn thấy không? 40 người đại chiến chặt gỗ luôn. Wow. Công nhận cái map này vui thật đấy. Bạn nào có thử thách nào đặt ra cho mèo béo đừng quên để lại bên dưới các bạn nhá. Video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và biết đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký của mèo béo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.